Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay lâu lắm rồi cũng không làm một cái vlog cho anh em. Thì ngày hôm nay là anh em là có thấy là gương mặt của tôi hiện tại mới nhất đây. Thì dạo này kiểu thức khuya các kiểu thì mụn nó cũng lên nhiều, cũng đi trị mụn đấy anh em ạ. Thì nó cũng đỡ được phần nào thôi. Rồi ok, thì cái mục đích của video ngày hôm nay đây, thì ok, anh em có hỏi là hiện tại thì anh đang đi xe gì và anh có thể làm video để review con xe đó cho mọi người được không. Thì ok, hiện tại thì mình đang ở trên phòng đây, thì xíu nữa mình sẽ xuống hầm để xe, để lấy con xe ra cũng như là review cho mọi người xem. Hiện tại thì mình đang đi con xe R3 ở Việt Nam bây giờ thì nó chỉ có cái mốt 2015 thôi, bắt đầu 2015 thôi anh em ạ. Thì về những cái đời sau như kiểu là R3 2019 thì hiện tại Việt Nam chưa mở bán. Đó, thì cũng nói với anh em là như vậy, thì mình mua con xe được tầm khoảng là hơn tháng rồi, đăng ký các kiểu xong hết rồi anh em ạ. Ngoài ra thì cũng mới đi thi bằng A2 về, chắc là mấy hôm nữa thì sẽ có bằng A2 thôi. Đó, được chưa anh em? Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần review xe ngay bây giờ. Ok anh em, và đây chính là đôi dép xanh huyền thoại bình thường ở nhà ấy, là mình không đi giày đâu, là mình toàn đi cái con dép này để gẩy số thôi anh em ạ. Mở cửa cái coi còn ra ngoài xuống dưới hầm để review xe cho anh em xem ấy chứ nhở. Đó, hợp lý. Hello anh em, và mình đang ở trong thang máy rồi. Chỉ còn gọi là ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ xuống chiêm ngưỡng được con xe của mình. Yamaha R3 cũng đã lên đồ chơi tương đối gọi là cơ bản rồi. Đây, người chờ xíu nhá. Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở hầm để xe rồi. Không biết là anh em đã nhìn thấy con xe R3 của mình ở đâu chưa? Đây anh em ạ. Đấy, nó ở ngay chỗ này mà thôi. Nhưng mà trông cái kiểu mũ này không hợp lắm. Chắc là mấy hôm nữa thì mình sẽ lên cái tem lại cho mũ nó thành màu xanh luôn anh em ạ. Chứ phần chỉ màu xanh lá cây thì nó đã khá là ok rồi. Đó, đây nó là con R3 của mình đây. Mới mua từ khoảng hơn tháng thôi. Nó bảo hiểm đây thì thôi, bỏ xuống dưới đi anh em ạ. Và đây, mình đội cái nón này thôi anh em ơi. Có lúc nào mà chở người thì ok cho người ngồi sau đội nón kia. Và đây bây giờ mở khóa lên cho anh em xem nghe tiếng pô nó cái đã. Đó, mình phải công nhận là cái phần đồng hồ của xe làm rất đẹp. Có cả phần đồng hồ cơ cũng như là đồng hồ điện tử nổ máy nào. Và đây bây giờ thì chuẩn bị là sẽ test tiếng pô cho anh em nghe nha. Anh em có thể thấy là cái tiếng bô của mình đã lên combo Akapovic nên là nghe rất là đã tai luôn mọi người ạ. Thì mình lên cái lon dài thôi nghe cho nó trầm ấm nha mọi người. Và đây anh em ơi, thì đây nó chính là con xe Yamaha R3 của mình đã lên khá là nhiều đồ chơi rồi nha mọi người ơi. Thì mình sẽ quay xung quanh để cho anh em chiêm ngưỡng cái con xe của mình nhá. Hiện tại thì con xe này mình đã lên bộ tem xe Movistar thì giá của nó là 2,2 triệu thì phải mọi người ạ. Đấy, nên là anh em nhìn thấy là màu xe nó rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Chứ còn là màu xe zin của nó thì sẽ không bóng được như cái màu xanh candy này mọi người ạ. Đó, anh em thấy chưa? Quay xung quanh cho anh em xem con xe của mình này. Nói chung là mình độ thì nó đơn giản thôi. Chúng ta đến với phần đầu xe nha mọi người. Thì mình đã lên cái kính chắn gió 7 màu này. Giá tầm khoảng là 700k thì phải anh em ạ. Ok, đấy, có dán gọi là logo sĩ kẹo ở đây, chứng minh thương hiệu. Ngoài ra thì ở phần đầu này thì mình có bình dầu Zayoma này, rồi là bên này sẽ là tay phanh này, cũng như là tay côn của Nissi nha mọi người ơi. Bên này sẽ là hai phần tay nắm này, tay nắm này là của Zayoma nha các bạn ơi. Đấy, rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ show cho anh em xem là có cả cái ốp bình xăng này, cũng như là mình có dán cả cái chống trượt bình xăng rồi nha mọi người ơi. Bên dưới này thì nó sẽ là phần chống đổ thân xe nha mọi người. Thì những anh em hay đi những con xe phân khối lớn thì thường lắp cái loại chống đổ như thế này mọi người ạ. Phần dưới này thì nó sẽ là cái ốp bảo vệ lốc máy này thì giá khá là chát mọi người ạ, tầm khoảng 1,8 triệu này. Rồi là anh em thấy chưa? Đấy, chỗ này thì còn có cả một cái phần gọi là kính che nhông này. Không biết là che nhông hay là che sên gì nữa nhưng mà nó cũng khá là đẹp và làm nổi bật xe. Hiện tại thì mình đang tính gọi là thêm những cái điểm nhỏ màu vàng đấy để làm thêm nổi bật chi tiết xe nha mọi người ơi.
đấy, lên tông màu gọi là xanh vàng. Phía sau này sẽ là cái cặp gù nâng xe đây anh em ơi. Đấy thì giá hai bên nó sẽ là 400k nha mọi người. Phần đằng sau này thì còn có chắn bùn của KTM nữa mọi người ạ. Phải gọi là chắn bùn này rất là chắc chắn luôn nha. Nó sẽ có một cái con ốc ở đây, gọi là nó sẽ ốp luôn vào cái gắp của anh em. Nó sẽ giữ cái chắn bùn này cực kỳ là tốt luôn. Thì đối với cái chắn bùn này mình đã đi xe trên 100 này thì cảm giác nó vẫn cứ là ok. Nói chung là khi mà anh em lắp cái chắn bùn KTM này là không phải suy nghĩ gì cả. Đây nó sẽ là Akapovic nha mọi người ơi. Cái này là hàng fake thôi. Giá hình như là khoảng là 2,7 triệu thì phải anh em ơi. Ngoài ra thì ở cái phần gần bô này nó có một cái ốp carbon nữa anh em ạ. Hình như là cũng là carbon fake nữa thì phải anh em ơi. Thì cái tác dụng của cái ốp này nó sẽ giúp cho anh em gọi là cách nhiệt ở cái phần cổ bô xe. Anh em chạm chân vào thì nó không sao cả. Ok mọi người, phần trước này thì nó vẫn là cái ốp bảo vệ lốc máy thôi. Ngoài ra thì ở phía sau này thì mình cũng đã mới lên được cái bình dầu Ryoma. Đấy, đằng sau rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Gọi là bữa nay thì đang độ xe theo gọi là hướng màu xanh vàng mà mọi người đấy. Cho nó nổi bật con xe, gọi là mình sẽ điểm thêm những cái chi tiết màu vàng nha mọi người. Đấy, anh em thấy chưa, tổng thể con xe thì nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Thật ra thì cũng tính làm video gọi là review xe cho anh em lâu rồi nhưng mà xe chưa lên gọi là đồ cơ bản nên là nó chưa đẹp. Tầm này thì lên đồ ok rồi nên là mới review xe cho anh em xem. Đấy, nói qua nói lại vẫn quên, đó là xe hiện tại thì mình đã cắt đít cũng như là lắp xi nhan cúc áo rồi nha mọi người ơi. Ngoài ra thì phần bên dưới này sẽ là phần cổ bầu hơi inox đây. Khi mà anh em độ cái cổ bầu hơi như thế này thì nghe âm thanh nó sẽ rất là trầm ấm. Đó, gọi là nghe âm thanh bô nghe nó sẽ ok hơn. Đấy, thì cái cổ bô này giá 1,8 triệu thì phải anh em ơi, bởi vì là con này là hai máy này. Bây giờ thì sẽ lái xe và trải nghiệm thực tế nha mọi người. Thì đây mọi người ơi, hiện tại thì mình đang chạy ở cái đoạn khu đô thị Gamuda nha mọi người. Đây, đang đi số 1 và chạy rất là chậm luôn nha mọi người. Xe mình thì odo mới có gọi là 1K8 thôi. Cơ bản là mới lấy xe mà mọi người đấy, được hơn tháng thôi mà. Rồi đây, đó. Nói chung là mình vẫn rất là kết cái phần đồng hồ xe của con này. Có cả phần cơ, có cả phần điện tử, rất là hài hòa và đẹp luôn mọi người ơi. Đó, nói chung là mình không có camera hành trình nên là không có quay được đoạn đường cho anh em xem, gọi là quay phần đầu thôi. Rồi là thi thoảng gọi là lia góc máy lên trên một xíu cho mọi người xem những cái quang cảnh xung quanh thôi mọi người ạ. Đó thì cái đoạn đường này nó hơi vắng người nên là mình có thể là vừa chạy cũng như là một tay thì cầm quay video cho mọi người xem này. Hứa hẹn anh em là sẽ sớm lên video max speed cái con xe này nha mọi người ơi. Bye bye anh em.